Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Top phim hot nhất hè 2022, phim của Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiệu dẫn đầu. Mùa hè năm nay, khán giả yêu thích phim Hoa ngữ đã được thưởng thức vô số dự án phim chất lượng. Mới đây, An đã đọc được bảng xếp hạng tổng kết nhiệt độ phim cao nhất trên Maochan. Theo đó, hai bộ phim dẫn đầu bảng truyền hình và điện ảnh đều được đánh giá là xứng đáng. Phim truyền hình. Theo thông tin bảng xếp hạng đưa ra, đứng đầu mạng phim truyền hình là Hạnh phúc đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Đây là dự án phim đánh dấu bước chuyển hình của nàng Tiểu Hoa trong sự nghiệp diễn xuất. Hạnh phúc đến Vạn Gia được đánh giá là có nội dung hay, diễn xuất của dàn diễn viên trong phim cũng rất tốt. Bộ phim truyền hình đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh đạt 9.703 điểm trên Maochan. Xếp thứ hai ở mạng phim truyền hình trong hè năm nay là bộ phim Thiên tài cơ bản Pháp với 9.522 điểm. Đây là dự án quy tụ dàn diễn viên chất lượng của showbiz như Lô Giai Âm, Trương Tự Phong, Trương Tân Thành. Dù được kỳ vọng rất lớn, song Thiên tài cơ bản Pháp lại chưa thể gặt hái thành công như mong đợi. Dù diễn xuất của dàn diễn viên có tốt nhưng anh thấy danh tiếng phim chưa thể bùng lên được. Đứng thứ ba trong danh sách phim có nhiệt độ cao trên Maochan là Thiếu niên phái 2 do Triệu Kim Mạch và Quất Tấn Thần đóng chính. Nhờ thành công của phần 1 trước đó lại có dàn diễn viên trẻ đẹp, chemistry tốt nên Thiếu niên phái 2 nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo anh thấy, 9.422 là số điểm không hề nhỏ đối với một dự án phim toàn diễn viên mới thế này. Phim chiếu mạng. Nhìn vào bảng xếp hạng được đăng tải, anh thấy có vẻ như phim chiếu mạng vẫn có nhiệt độ cao hơn phim truyền hình. Nhận đầu là bộ phim Mộng Hoa Lục với 9.844 điểm. Đây là bộ phim đánh dấu màn tái xuất truyền hình sau 16 năm, lại là sự hợp tác đầu tay của thần tiên Tị Tị và Dương Quá Trần Hiệu nên lại càng hút người xem hơn nữa. Nội dung hay, dàn diễn viên và tạo hình đẹp giúp Mộng Hoa Lục ăn điểm ngay từ những tập đầu tiên. Theo anh thấy, đây là một thành tích hoàn toàn xứng đáng với màn tái xuất của Lưu Dược Phi. Chỉ kém Mộng Hoa Lục một chút xíu là Trong Vụn Hương Pha do Dương Tự và Thành Nghị đóng chính. Dù không thành công như kỳ vọng, song bộ phim này vẫn thu về mức nhiệt là 9.813 trên Maochan. Trong Vụn Hương Pha bị đánh giá là có nội dung kỹ, cấp bồ chín ít đất diễn nhưng bù lại có tạo hình đẹp, kỹ xảo ăn tiền và càng về sau nội dung càng cuốn. Xếp sau Trong Vụn Hương Pha là Hắc Mạ Mùa Hè Năm Nay, Thường Lan Quyết với 9.794 điểm. Thường Lan Quyết được đánh giá cao nhờ nội dung mới lạ, dàn diễn viên đẹp hợp vai, đặc biệt bộ phim này giúp Vương Hạc Đệ bạo lên nhanh chóng và thu về lượng fan cực khủng. Thế nhưng điểm nạn an bất ngờ nhất chính là Tình Hàng Sán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lội lại xếp sau Trong Vụn Hương Pha và thậm chí là Thường Lan Quyết. Bộ phim chịu thu về 9.751 điểm, dù xếp về độ nổi tiếng và thu hút khán giả đều vượt mặt hai dự án trên. Dù vậy, vẫn không ít netizen phải công nhận rằng độ hot của Tình Hàng Sán Lạn năm nay là rất lớn, thậm chí là mang về danh tiếng tốt cho Triệu Lộ Tư. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.